Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em, hướng dẫn các em làm bài tập số 3 là các hàm toán học cơ bản. Đầu tiên chúng ta định dạng cho bảng tính này. Ta quét từ cái dòng 1 từ cọc A sang cọc H, chúng ta chọn mật cell. Chúng ta tô đậm nó lên. Chọn màu sắc. Và ta vẽ khung cho cái bảng. Vẽ khung nhanh, ta chọn on order. Các em canh chỉnh cho nó tự động, cho nó full thì các em double click vào cái từng cái cột. Mình in đậm, mình tô màu cho nó. Đây là các hàm cơ bản được xây dựng ở trong Excel. Đầu tiên là hàm mod. Thì để thực hiện hàm á, thì chúng ta gõ công thức là bằng và cái tên hàm mod là chia lấy phần dư mod. Thì mở ngoặc. Một cái hàm này nó có hai đối số, một là số chia và số bi chia. Thì mod mình chuyển giao là x là A3, y là B3. Thì 7 mà chia 2 á, thì nó sẽ dư 1. Hàm này là hàm chia lấy phần dư, hàm mod. Chúng ta kéo công thức xuống. 8 chia 8 thì nó sẽ dư 0. Rồi tiếp tục cái hàm in là cái hàm lấy phần nguyên. Mình lấy A3 chia cho B3 thì nó sẽ ra được là 3 ha, chia lấy phần nguyên. Cho dù chúng ta thêm bài số 0 đó, thì nó cũng lấy phần nguyên thôi. 7 chia 2 thì được 3. Rồi tiếp tục cái hàm SQRT là cái hàm lấy căn bậc 2. Chúng ta gọi vào SQRT, chúng ta thấy có cái hàm. Rồi lấy A3 cộng cho B3. Ta đóng ngoặc lại. 7 cộng 2 là 9, lấy căn ra được 3. Rồi ta copy công thức xuống. Hàm RAL là cái hàm làm tròn. Mình lấy x, mình chia y, mình làm tròn hai chữ số. Được 3.5. Mình định dạng nó đi. Mình làm tròn ha. Hàm round là hàm tròn, hàm mover là hàm mũ. Over x mũ 4. Rồi hàm product là hàm tích. Mình đánh vô mình có hỗ trợ tên hàm là mình nhấn phím tab ha. Rồi x phẩy y, y là B3. 7 nhân 2 là 14, hàm tích là hàm nhân. Các em vẽ lại cái khung. Mình thấy vẽ khung viền đôi. Muốn làm đứt khúc thì các em thiết kế vào, các em vẽ lần đứt khúc nha. Nhấp ra đây, mình nhấp lần đứt khúc ở đây. Nhấp vào, ok. Thầy đã hướng dẫn xong các hàm cơ bản ở trong Excel. Thầy nhắc lại, hàm mod là dùng để lấy chia lấy phần dư, hàm in là lấy phần nguyên, SQRT là căn bậc 2, hàm round là hàm làm tròn, hàm power là hàm mũ, hàm product là hàm tích. Thầy đã hướng dẫn xong bài tập cơ bản số 3. Các em tiến hành thực hành
trên máy tính. Các em vào cái link và xem cái phần bài tập ở trên cái link các em download về. Ở dưới phần video